Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 3 căn nhà mới nhất gần với lại trục đường quốc lộ 6. Từ vị trí căn nhà này cách với trục đường quốc lộ 6 nó chỉ khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Giao thông đi lại thuận tiện, rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, ở Chương Mỹ. Và với cái căn nhà này thì diện tích là 40m2, hướng nhà là hướng Đông Bắc, cách đường ô tô 20m là ra tới đường ô tô. Đường ngõ thực tế trước nhà ở đây nó khoảng tầm 3m mọi người ạ. Đấy. Và thực tế nếu như căn nhà này ấy, thì ô tô nhỏ có thể lùi vào tới tận cửa hướng Đông Bắc. 1, 2, 3 căn. 3 căn này, 3 cuốn sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Đúng như hiện trạng, có thể dọn đồ về và ở ngay. Với 3 căn nhà này thì quý vị có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh thêm. Ở phía tầng 2 của ngôi nhà, chủ đầu tư xây đua ra rất là nhiều, cho nên trên phòng tầng 2 nó rất là thoáng, rất là rộng quý vị ạ. Từ vị trí căn nhà này gần với gì ạ? Gần với bến xe Yên Nghĩa, cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng chừng 2km, gần với lại trung tâm hành chính quận. Nói chung là nếu như để mà nói quý vị đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc đi theo cái khu vực Quang Trung thẳng lên Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì nó sẽ phạm vi bán kính khoảng tầm hơn 10km quay đầu trở lại là rất là hợp lý. Đầy đủ những cái tiện ích công năng, chợ trường, phường trạm, bệnh viện cũng như là trung tâm thương mại quý vị nhé. Ngọc sẽ giới thiệu cụ thể với cái căn nhà này như sau. Mặt tiền của ngôi nhà thì thiết kế ở đây toàn bộ ba căn này đều đã được ốp toàn bộ là ốp đá rồi mọi người ạ. Cửa chính thì thiết kế là cửa gỗ rất là chắc chắn. Đây cho quý vị nhìn thực tế luôn. Đấy, một lớp cửa nhưng nó là cửa gỗ. Rất là xịn sò. Mời theo em vào khám phá cụ thể các tầng của ngôi nhà. Ngọc Ánh đang đứng đây là phần tầng 1. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế riêng biệt phòng khách, phòng bếp nha mọi người. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với cái phần phòng khách này thì hoàn thiện xong đầy đủ cho quý vị hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện để quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn. Phần ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang ở đây là có một cái vách ngăn CNC rất là hợp lý. Còn tiếp theo mời người theo em vào cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Và đây là phần phòng bếp mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu cho quý vị. Với cái căn nhà này diện tích rộng 40m2, cho nên phòng khách, phòng bếp riêng biệt từng căn. Phòng bếp thì rất là rộng. Mặt tiền của ngôi nhà hơn 4m nha mọi người. Đấy, nhà vuông vắn không lỗi phong thủy gì cả. Với cái màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, cho nên vào trong cái không gian phòng ấy nó rất là rộng, rất là thoáng quý vị nhá. Không gian phòng bếp thì đều được chủ đầu tư thiết kế cho mình đầy đủ hệ thống tủ bếp với cái tủ gỗ ăn cường ở đây, chống cong vênh, chống mối mọt, độ bền từ 8 đến 10 năm. Và cái kính ốp bếp ở đây thì sử dụng là kính ốp bếp Hải Long. Mặt bếp thì ốp đá granite với cái tông màu bếp thì là cái màu trắng và màu đen. Và cái màu sơn của ngôi nhà màu trắng nữa, nó rất là ăn ý mọi người ạ. Thực ra để mà nói vào trong cái không gian phòng này nó rất là trẻ trung, phù hợp với lại hộ gia đình sử dụng. Và với cái căn nhà này thì hiện tại chủ nhà đang chào bán với cái giá chào bán 2.800.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Như vậy với cái căn nhà này thì ít nhất tại thời điểm hiện tại quý vị có thể vay được tối đa 1.4 tỷ tiền ngân hàng. Phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Đấy, ngoài không gian phòng bếp siêu rộng như thế này thì ở đây là cái khu vực để cho mình một chiếc máy tủ lạnh nha mọi người. Đây, để tủ lạnh ở chỗ này. Phụ kiện bếp thì lắp đặt xong hết rồi, toàn bộ chất liệu inox 304. Đây, sử dụng được ngay, hồ sơ điện, nước riêng biệt từng căn, chậu rửa, vòi rửa đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn này, rất là đẹp luôn. Đó. Chậu rửa, vòi rửa, nước thì là sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực thì là điện lực EVN Hà Nội, riêng biệt công tơ điện, công tơ nước rồi, căn nhà này theo hiện trạng quý vị. Xách vali về và ở ngay. Ngoài phần phòng khách ở tầng 1, phòng bếp ở tầng 1 thì tầng 1 còn có thêm một phòng vệ sinh nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà này thì ở trên phía tầng 4 là có bồn nước một khối, phía dưới tầng 1 là có một bể ngầm 2 khối 8. Và ở trong này là có máy bơm nước tự động, khi mà hết nước thì nó sẽ tự động bơm lên trên bể mọi người nhé. Hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết đường hướng Đông Bắc, giá 2.8 tỷ, vị trí cụ thể của nó thì thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách với trục đường quốc lộ 6 200m, xung quanh chợ, trường, phường, trạm,
Tiện ích nó chỉ khoảng tầm 500m quay đầu hàng ngày để sử dụng cho quý vị nhé. Mời quý theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì mỗi một tầng thiết kế gồm 2 phòng ngủ thoáng trước thoáng sau mọi người ạ. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Tất cả các phòng ngủ đều có ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong căn phòng này. Cửa sổ thì thiết kế 2 lớp, rất là an toàn. Bên ngoài là cửa sắt sơn, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Màu sơn chủ đạo từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là màu trắng. Dưới chân của anh ở đây thiết kế cho quý vị sàn gỗ công nghiệp. Đấy. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế đều là cửa gỗ, rất là chắc chắn quý vị nhé. Đấy. Ngoài ra ở khu vực này nếu như để là hiện tại Ngọc Ánh còn một căn nhà giá là 2.200.000.000 nữa ở cùng khu vực, nếu như quý vị nào mà muốn tham khảo khu vực Đồng Mai thì hiện tại còn một căn thấp nhất là 2.200.000.000 nhá. Còn nếu mà muốn thấp hơn nữa thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh, bởi vì sao, bên ở kho hàng Ngọc Ánh vẫn còn những căn nhà giá chỉ có 1.270.000.000 thôi. Nó ở đâu ạ? Nó ở Vendo. Nếu mà muốn liên hệ thì quý vị liên hệ ngay để em tư vấn cho quý vị theo tầm tài chính và cái khả năng nhu cầu của mọi người tốt nhất nhá. Đây là phòng ngủ tiếp theo, tầng 2. Đây, hướng ra mặt ngõ mọi người ạ. Phòng nào cũng rộng rãi, thoáng mát, phòng nào cũng ánh sáng ngập tràn vào trong không gian phòng. Và phòng nào cũng vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất ở phía trong không gian phòng đây. Đấy, mọi người có thể nhìn thực tế nhé. Ở ngoài thì chắc chắn là nó sẽ phải đẹp hơn ở trên hình ấy mọi người ạ. Bởi vì trên hình thì nó gói gọn vào trong cái máy nho nhỏ thôi, còn ở đây thực tế luôn. Quý vị có thể nhìn nhé. Đấy, cửa thông phòng đây. Và ngoài hai cái phòng ngủ này thì phòng vệ sinh ở giữa để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng cho hai phòng ngủ này. Thì phòng vệ sinh có gì ạ? Đầy đủ hệ thống thiết bị vệ sinh cho quý vị. Bồn cầu liền khối này, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, ống chờ, bình nóng lạnh và lavabo bằng đá. Đây, hệ thống nước điện như ngoài anh vừa chia sẻ rồi, đầy đủ hết cho quý vị rồi. Nước sạch quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Nói chung như để mà nói, Ngọc Ánh đã quay và review cho quý vị rất là cụ thể, chi tiết về căn nhà từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Giá bán thì hoàn toàn 100% từ chủ đầu tư, nên quý vị hoàn toàn yên tâm và có thể tin tưởng để nhà tốt hỗ trợ quý vị mua được những căn nhà ưng ý nhất. Sau đây mời ngồi theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế nó như tầng 2, như vậy với cái căn nhà này ấy, lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng ngủ riêng biệt, thiết kế giống hệt như tầng 2 luôn mọi người ạ. Xung quanh dân cư vô cùng đông đúc. Và cái đặc điểm của cái nhà này thì nó cũng rất là gần với đường ô tô. Nó cách với đường ô tô 20m thôi, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Diện tích thì rộng 40m mọi người ạ. Và cái 3 căn này thì diện tích là từ 36,5 đến 40m2. Thiết kế cho quý vị diện tích sử dụng rộng, hướng đông bắc. Đấy, phòng ngủ ở đây nữa, tầng 3 tương đương giống hệt như là tầng 2. Đây quý vị nhé, phòng này rất là rộng. Mỗi một cái phòng ngủ này thì quý vị lắp giường, tủ, táp, nói chung là bây giờ như để mà nói kho xưởng mà đo nội thất đến đo thực tế theo cái kích thước phòng của mình ấy, thì nó sẽ rất là đẹp, đồng bộ luôn mọi người ạ. Và đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Nói chung thiết kế đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Giá bán 2.800.000, sổ đỏ riêng biệt từng căn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quý vị nào mà muốn xem đổ sổ đỏ trước khi mà đi xem nhà thì cứ vui lòng liên hệ inbox Zalo cho Ngọc Ánh để quý Ngọc Ánh có thể gửi sổ đỏ cho quý vị xem trước nhá. Và phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao thì mọi người đừng rời mắt khỏi video, bởi vì chỉ còn một tầng nữa thôi. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 4 là có một cái ô giếng trời cực kỳ là thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực tầng 4 và khu vực cầu thang. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế cho quý vị một không gian phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể để làm phòng thờ, có thể để làm phòng ngủ. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và trên riêng ở trên phía tầng 4 thì chủ nhà không lắp sàn gỗ nữa mà thay thế vào đấy là lắp gạch kích thước gạch 60-60 vân gỗ mọi người nha. Và trên phía tầng 4 cũng không thiết kế hệ thống trần thạch cao nữa, chỉ thiết kế một bóng đèn led thôi. Đấy. Và phần còn lại, đây mời ngồi theo em
Đây là khu vực để riêng máy giặt. Này, đầu chờ cấp nước này, sàn này. Và đây là cái khu vực để riêng máy giặt. Bởi vì máy giặt đa phần nó là đồ nhựa ấy, thì ở đây là chủ nhà thiết kế riêng một cái khu vực để máy giặt để nó chống bị hỏng nhựa. Phần còn lại là phần sân phơi. Với cái phần sân phơi này, quý vị ạ, rất là rộng, thiết kế rất chi là hợp lý cho quý vị nhá. Và đây cái phần sân phơi này, mọi người có thể nhìn xung quanh, dân cư rất là đông đúc và nó rất là thoáng đãng. Với cái phần sân phơi rất chi là hợp lý, rất là rộng, được chủ nhà thiết kế cách điệu đi một chút. Thay vì là làm mái tôn thì mọi người có thể nhìn ở đây là chủ nhà là bắn kính rồi. Và với cái thiết kế của ngôi nhà Hoàng đã chia sẻ rất là cụ thể rồi đúng không ạ? 40m², thiết kế 4 tầng, sổ đỏ đầy đủ, riêng biệt từng căn, giá bán 2.8 tỷ. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này và những ngôi nhà khác với nhu cầu khác nhau thì quý vị cứ vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.